Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức lại sau khi giả soát pháp lý, điều kiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, huyện Thanh Oai sẽ bán 114 thửa đất trong hai phiên đấu giá, mỗi phiên 57 thửa đất. Trong đó, 57 lô đợt 1 được tổ chức đấu giá vào ngày 8 tháng 9. Các lô này có diện tích từ hơn 74 đến gần 135 m2, đều có giá trị khởi điểm 8,8 triệu đồng trên 1 m2. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Phiên đấu giá 68 lô đất ở thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao thu hút tới 1.500 người tham gia với hơn 4.200 hồ sơ. Phiên đấu giá này gây xôn xao với giấy đầu tư bất động sản lẫn dư luận khi giá trúng cao gấp 7-8 đến lần giá khởi điểm với mức giá trúng cao nhất đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng trên 1 mét vuông.